Em xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhé. Tiếp tục em lên cho các bác một cặp dây loa của Nakamichi, đầu kẹp Nakamichi, và dây thì là một dây thương hiệu của Mỹ. Đấy. Đấy, đây. USA nhá. Đấy. Và cái dây này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, dây này thì nó rất là tốt. Đây em sẽ tách cái đầu ra cho các bác xem này. Vâng, đây các bác nhìn giúp em này. Đấy, cái dây này thì nó sẽ bao gồm hai lớp. Cái lớp bên ngoài là lớp bảo vệ. Đấy, và cái lớp bên trong này nó là một cái lớp giảm nhiễu rất tốt nhá. Đây này, cái lớp này này. Đấy. Cái dây này quan trọng nhất nó là cái lớp dây này này. Đấy, để nó hỗ trợ giảm nhiễu. Đấy, và cái lớp bên trong là lớp đồng. Được chưa? Để khi ví dụ các bác mà không may ví dụ là cái dây để các bác mà để đâu đó, nó sẽ để gần một cái thiết bị kim loại nào đó thì nó sẽ không bị nhiễu sóng ra ngoài. Tức là nó không bị nhiễu cái tần số điện ra ngoài nhá, cái dòng điện nó khi chạy qua tạo ra những cái điện trở xung quanh của dây thì nó không bị nhiễu vào cái phần kim loại và nó tác động ngược lại thì nó sẽ dẫn tới có nhiều tạp âm. Thì với những con này thì nó có thể hỗ trợ được triệt để những cái phần như vậy. Đấy. Thì những cái dây như này nó sẽ khác hoàn toàn so với cả cái việc mà các bác dùng cái dây điện Trần Phú hay là mấy cái dây khác nhá. Đấy, nhiều bác thì thắc mắc với em là ui giời, anh đơn giản mà, anh lấy dây Trần Phú cũng được. Mà vâng, đấy là các anh thôi, suy nghĩ nó đơn giản và các anh cũng chỉ nghe ở mức đơn giản thôi. Còn so với cả những cái bác mà đã nghe âm thanh rồi thì thông thường các bác sẽ đầu tư thêm cái gì ạ? Đầu tư thêm một cặp dây loa. Đấy, thế tại vì sao mà những bác mà còn đầu tư những cái bộ dây loa em nó không nói dối lên tới cả 50-60 triệu một cặp dây. Các bác xem YouTube có những bác còn tậu những cặp loa dây cả 100 đến 250 triệu một cặp dây. Đấy. Thế tại sao người ta lại bỏ cả số tiền mà bằng gấp mấy lần những cái sản phẩm vong mua thông thường. Đấy, để mua một cái cặp dây loa. Đấy. Bởi vì đơn giản là cái dây loa này nó chất lượng các bạn. Đấy, nó có những cái thành phần ví dụ như là chất dẫn bên trong là có thể là bằng vàng hoặc là mạ vàng gì đó thì cái hiệu suất xử lý tín hiệu của nó sẽ tốt hơn. Đường dẫn tín hiệu nó ngon hơn thì nó tạo ra những cái chất âm nó hay hơn. Đấy, những cái bộ dàn mà nó tầm khoảng vài chục tỷ em thật các bác, chứ cái dây mà tầm khoảng dây Trần Phú hay dây Trần Phèo đưa cho họ mắng cho họ các bạn. Đấy. Đấy, mình thì chả phải đầu tư những cái bộ mà cả tỷ hay cả teo gì cả, nhưng mà em nói ngay như ví dụ nhá. Đây các bác dùng một bộ dàn như này thì các bác cũng phải lên dùng những cái dây như thế thì nó mới đảm bảo được, chứ còn dùng chơi dây Trần Phú mà ghép vào những cái bộ này thì em thật các bác là chán không đỡ được luôn. Đấy, thì nhà em cũng rất là nhiều khách hàng là sau những cái quá trình mà sử dụng các cái dây mà tự mình làm ra hoặc là dây Trần Phú như veo đấy thì đều phải bỏ hết, nó bắt buộc phải dùng sang dây loa thì nó mới đảm bảo được cái chất âm nó không bị nhiễu và cái độ ổn định của dòng nhạc nó tốt hơn. Đấy, thì hôm nay em lên cho các bác cái cặp dây này thì là đầu ở đây thì em đã kẹp sẵn cái đầu là Nakamichi của Nhật, và cái đầu này rất là tốt các bác nhá. Đây các bác nhìn này, đây nó là hàng loại rất là xịn nhá, rất là dày các bác nhìn ạ. Đây này, đấy, rất là dày dặn và đầu bên trong của nó là dòng kẹp hai ốc xoắn, thế nên là dây của nó rất là chắc các bạn, các bác cầm không bao giờ sợ nó tuột cái đầu ra này, không bao giờ sợ tuột cái đầu này khỏi dây, bởi vì bên trong nó có hai con ốc siết rất là chắc. Đấy, và cái chân này được mạ vàng, đấy, bên ngoài là nhôm. Đấy, và cái đầu này thì các bác yên tâm này, nó rất là dày mà cái chất lượng sản xuất nó tốt lắm. Đấy, không bao giờ sợ bẹp này các bác nhìn này. Đấy, không bao giờ sợ bẹp sợ biết gì cả đúng không ạ? Đấy, bởi vì nó là đây này các bác nhìn này. Đấy, nó là một cái loại mà sản xuất nó rất là dày. Đấy, rất là dày và nó rất là chắc chắn. Đấy, thì những cái dây nó tốt như thế này thì mình phải kẹp những cái đầu nó xịn một chút các bạn, chứ còn kẹp ba cái đầu lăng nhăng vào nó phí cả cái dây đi. Đấy, thì một cặp dây này của nó là 250.000, là 4 mét dây các bác nhé. 250.000 là 4 mét dây, được chưa ạ? Đấy, 250.000 thôi các bác nhé, có 250.000. Đấy, một dây này là 2 mét này, cứ một dây này là 2 mét, hai dây tổng là 4 mét. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo cho em. Đấy, các bác nhìn đúng không ạ? Đây, bình thường thì các bác có phải xoáy cái này ra nhé, xoáy cái cầu loa ra để mình đút cái dây này vào mình kẹp đúng không ạ? Đấy, nhưng bây giờ không cần nữa. Đây, các bác cứ xoáy cho chặt lại cái rác này của nó này, các cái đầu bắp chuối nhá. Đây này, đấy, loa bác nào hoặc là âm đi có đầu bắp chuối nhá, kẹp chặt lại cho em này. Đấy, xoáy chặt vào, sau đó mình các bác nhìn em này, cắm này. Ok chưa ạ? Ok chưa ạ? Đây các bác nhìn nó có đẹp hơn không? Các bác nhìn hơn đẹp hơn là mình so với cả cái mình cắm vào cái mình kẹp vào đây đúng không ạ? Và cái độ chắc chắn của nó này, nó chắc hơn nhiều. Nó chắc hơn nhiều các bạn. Nó thứ nhất là cái độ chắc chắn của nó chắc chắn hơn rồi. Cái thứ hai là về độ thẩm mỹ thì các bác nhìn nó đẹp không ạ? Chắc chắn là đẹp hơn đúng không ạ? Và các bác nhìn này, nó không bị chạm dây vào nhau đúng không ạ? Đây nó có hai cái nó kẹp chặt rồi thì làm gì có cái đồng nào chạm vào trong. Đúng không ạ? Thế nên là nó sẽ đảm bảo được là không bị chập cháy là cái nhất. Cái thứ hai là nhìn hình thức nó đẹp hơn. Và cái thứ ba là cái độ ổn định chất âm nó cũng tốt hơn. Đấy. Ổn định chất âm này. À, bền bỉ chắc chắn này. Và cái gì ạ?
nhìn độ thẩm mỹ cao. Đấy, thì ba cái yếu tố này thì các bác lên chốt một cặp dây như này nhá. Đấy, mình đầu tư được bộ dàn lên tới cả 2-3 triệu rồi thì không tiếc gì một cái cặp dây nó như thế này các bạn. Đấy, nó sẽ giúp cho đâm của các bác nó sẽ tốt hơn. Đấy. Rồi, đấy thì bác nào mà chốt cái cặp dây loa này thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Đó. Đây, rất là xịn. Vâng. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá. Đấy, một bên dây này là 2m, hai bên là tổng 4m. Nói chung là một cái bộ như này là 4m các bác nhá. Vâng. Xin chào các bác.